Đối với sản phẩm áo da thì rất nhiều khách hàng thích là may đo để vừa vặn với bản thân. Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng lại hiểu sai về vấn đề này. May đo hay sản xuất thủ công không chỉ với áo da mà với các sản phẩm khác như là giày, vest đều có hai thể loại chính là bespoke hoặc là MTM. Rất nhiều người biết về khái niệm bespoke hơn. Đối với sản phẩm áo da, đó chính là người thợ phải tạo ra một bản dập riêng, nguyên bản theo đúng kích thước cơ thể của người mặc. Trong khi đó, MTM, make to measure cũng là đo số đo của người mặc nhưng sẽ dựa trên những bản dập có sẵn. Sau đó người may sẽ tùy chỉnh theo độ dài, độ rộng của bản dập để mà chỉnh sửa theo số đo. Thực tế hiện nay, đa phần những nơi mà đóng giày hoặc là may vest hoặc là đối với FTT Laser là may các sản phẩm áo da thì thường sử dụng phương pháp MTM. Còn phương pháp bespoke mặc dù được quảng cáo rất nhiều như vậy nhưng thực tế không nhiều đơn vị có thể thực hiện được, ngoài trừ những thương hiệu truyền thống hoặc là những nhà may nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng anh em cũng đừng lo lắng, những sản phẩm áo da mà may theo phương pháp MTM, tức là điều chỉnh số đo theo bản dập có sẵn trong tay những người thợ lành nghề, thì vẫn có thể sản xuất ra những cái sản phẩm áo da vừa vặn và chính xác theo số đo của người mặc.